Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C1, trang 154, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C1 như sau. Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới đây vật có cơ năng. Năng lượng cơ học, nếu lấy mặt đất làm mốc. Tảng đá nằm trên mặt đất. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước. Ở lớp dưới, ta đã được học vật có cơ năng khi vật có khả năng thực hiện công cơ học. Vậy ta trả lời bài C1 như sau. Vật có cơ năng trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đó là tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất. Và ở trường hợp chiếc thuyền chạy trên mặt nước. Vậy đến đây, ta đã trả lời xong bài C1.